Yeah, Vinh Bồ, Châu Âu Quan Phò, Việt Nam Racing Boy, 2014. Lên cặp đạp máy thứ bảy mau chạy đi về đâu. Anh em ta cùng tụ họp, có thằng về trước có thằng đi về sau. Mày cầm nai vì xe quá lực nên phải tranh đua với tầng chết. Dù mày có rớt thì cũng đừng lo, luôn có anh em đi kề nhau. Mấy rẻ tẩy xét ngoài nhiệt huyết để đam mê cùng tốc độ. Dù là jean hay là sỏi chung đem đam mê thì bước vô. Và âm nhạc tao vẫn thức khác lát đác về câu trong từng bài. Cũng là đam mê ngoài nhiệt huyết dù có ra sao không dừng lại. Bước vào trong đây tao sẽ cho tụi mày thấy âm nhạc đường phố và thế giới ngầm của xe cọp hay nằm đây. Bánh vẫn cứ lăn và bình xăng không thể cạn. Cầm là dùng để đổ chỉ đéo phải dùng để lạng. Và anh em tao vẫn ngân ngàn từ miền Nam ra tới Bắc. Và tâm huyết nó vẫn còn đây chỉ đéo bao giờ bị bế tắc. Mày thích thì xuống phố và anh em mình cùng đổ. Tốc độ trên khắp Việt Nam chỉ đéo bao giờ nằm cùng chỗ. Yeah, đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Yeah, đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Yeah, đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo đi thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Tao số lên đầu tụi tao nó định đéo phải. Chào các bậc easy nhà báo cứ ngồi con phím tụi tao đéo kẻ đâu. Mày nói rất là chính xác, 50% ra xe để khoe nhau. Những lúc bất bình thì nó mới còn lại tụi tao dùng xe để che nhau. Bù bô ở đằng sau không phải cắm đầu cắm câu chạy. Cách tốt nhất là mình nên bình tĩnh, phải thật lì và thật ngay. Phải thật liều và thật hay và rồi tiếp tục mình cùng bay. Và cũng đừng lo bị lạc đàn vì hàng ngàn người vẫn còn đây. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Đây là thế giới ngầm của anh em đã tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Vậy đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em đã tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Vậy đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Yeah, đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Yeah, đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Yeah, đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Tao số lên đầu tụi tao nó định đéo phải. Chào các bậc easy nhà báo cứ ngồi con phím tụi tao đéo kẻ đâu. Mày nói rất là chính xác, 50% ra xe để khoe nhau. Những lúc bất bình thì nó mới cùng lại tụi tao dùng xe để che nhau. Bù bô ở đằng sau không phải cắm đầu cắm câu chạy. Cách tốt nhất là mày nên bình tĩnh, phải thật lì và thật ngay. Phải thật liều và thật hay.
Việt Nam Racing Boy 2014. Lên đạp đạp mấy thứ bảy mau chạy đi về đâu. Anh em ta cùng tụ họp, có thằng về trước có thằng đi về sau. Mày cầm nai vì xe quá lực nên phải tranh đua với tầng chết. Dù mày có rớt thì cũng đừng lo, luôn có anh em đi kề nhau. Mấy rẻ tẩy xác ngoài nhiệt huyết để đam mê cùng tốc độ. Dù là jean hay là sỏi dùng đem đam mê thì bước vô. Và âm nhạc tao vẫn thất thác lát đác vài câu trong từng bài. Cũng là đam mê ngoài nhiệt huyết dù có ra sao không dừng lại. Bước vào trong đây tao sẽ cho tụi mày thấy. Âm nhạc đường phố và thế giới ngầm của xe cọp đã nằm đây. Bánh vẫn cứ lăn và bình xăng không thể cạn. Cầm là dùng để đổ chỉ đéo phải dùng để lăn. Và anh em tao vẫn ngàn ngàn từ miền Nam ra tới Bắc. Và tâm huyết nó vẫn còn đây chỉ đéo bao giờ bị bế tắc. Mày thích thì xuống phố và anh em mình cùng đổ. Tốc độ trên khắp Việt Nam chỉ đéo bao giờ nằm cùng chỗ. Yeah. Đây là thế giới ngầm của anh em tao tạo ra. Yeah. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Yeah. Đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em ta tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo lên thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử. Đa số lên đầu tụi tao nó định đéo phải. Chậu cấp bậc easy nhà báo cứ ngồi con phím tụi tao đéo kè. Đâu mày nói được là chính xác 50% ra xe để khoe nhau. Những lúc bất bình thì nó mới cùng lại tụi tao dùng xe để che nhau. Bù bô ở đằng sau không phải cắm đầu cắm cổ chạy. Cách tốt nhất là mình nên bình tĩnh, phải thật lì và thật ngay. Phải thật liều và thật hay và rồi tiếp tục mình cùng bay. Và cũng đừng lo bị lạc đàn vì hàng ngàn người vẫn còn đây. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Ánh đèn vẫn còn cháy và tiếng la hét vẫn còn đây. Cách xa vài trăm mét những tiếng gầm gú vẫn còn hay. Dòng người chen chúc vẫn còn quay, đồng hồ thời gian vẫn còn quay. Anh em tụi tao vẫn còn ở đây thì cung đường nóng vẫn còn cháy. Đây là thế giới ngầm của anh em đã tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt. Đây là thế giới ngầm của anh em đã tạo ra. Đây là underground, nếu phải có số thì làm cha. Đây là rap của tao, đéo thấy thích thì tắt nhạc. Và đây là chất riêng của tao, mày thấy đéo thích cứ bắt nạt thử.